Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Honda Hồng Đức. Thì hôm nay An sẽ quay cho các bạn về mẫu xe Winny X V3 và V4 tại cửa hàng. Và trong video này An sẽ giới thiệu cho các bạn về những cái điểm khác biệt gõ bật cũng như là nổi bật của mẫu xe Winny X V4. Bên cạnh đó là báo cho các bạn về cái chương trình khuyến mãi đang áp dụng tại cửa hàng trong tháng 6 này. Khi các bạn mua sở hữu cái mẫu xe Conta Winny X thì mình sẽ được hỗ trợ những gì. Và bên cạnh đó thì các bạn sẽ được hỗ trợ chương trình trả góp cũng như là chương trình đổi xe cũ luôn nha các bạn. Thì trước khi vào nội dung của video, An xin phép nhắc lại địa chỉ cửa hàng là Honda Hồng Đức 10, địa chỉ ấp Châu Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và số điện thoại cá nhân của nhân viên sẽ được để trên màn hình nha các bạn. Các bạn có thể là gọi điện hoặc các bạn Zalo sẽ được tư vấn miễn phí. Thì điểm qua một số cái điểm nổi bật của mẫu xe Winny X thì là một cái phân khúc xe côn tay động cơ 150 được Honda Việt Nam rất là ưu ái khi mà có nhiều cái thiết kế mới lạ nè. Bên cạnh đó sẽ có nhiều cái tính năng cũng như là xe được trang bị ngày càng hoàn thiện cũng như là cải tiến để giúp cho người sử dụng xe cảm thấy thoải mái nhất, và xe sẽ chạy với vận tốc tăng tốc khả năng tăng tốc vượt trội nhất, cũng như bên cạnh đó vẫn đảm bảo về khả năng tiết kiệm nhiên liệu cho các bạn nha. Thì mẫu xe Winny X V4 hiện tại thì chúng ta sẽ có 3 phiên bản các bạn. Chúng ta sẽ có bản tiêu chuẩn bao gồm màu trắng đen đây, màu đỏ đen và màu đen bạc. Phiên bản đặc biệt đó thì chúng ta sẽ có là màu bạc đen, màu đen nhám cũng như là màu đỏ, đỏ đen nha các bạn. Và phiên bản thể thao là màu đỏ đen trắng. Thì về những cái phiên bản màu nó sẽ có một số cái điểm khác biệt, như là các bạn đối với bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ không có được trang bị phanh ABS nè, chúng ta sẽ không có được trang bị cổng sạc điện thoại nè. Còn đối với bản thể thao và bản đặc biệt thì chúng ta sẽ được trang bị phanh ABS trên trước để đảm bảo tối ưu hóa khả năng phanh cho xe an toàn hơn. Bên cạnh đó nữa là các bạn sẽ được trang bị cổng sạc điện thoại để mình sử dụng xe nó sẽ tiện ích hơn, cổng sạc USB loại A nha các bạn. Và đối với phiên bản đặc biệt và phiên bản thể thao thì Honda Việt Nam mình còn trang bị cho cái xích xe Winner của mình có cái phốp ô trên bản đặc biệt và bản thể thao, thì giúp kéo dài tuổi thọ của đời xe, tiết kiệm thời gian bảo dưỡng xe và giúp xe mình vận hành êm ái hơn nha các bạn. Thì đối với mẫu xe Winny X V4 này thì hiện tại thì lần đầu tiên được Honda Việt Nam mình trang bị một cái công nghệ trên xe sẽ giúp cho xe của chúng ta nó vận hành êm ái hơn và mượt mà hơn. Đó là cái công nghệ chống trượt với bộ ly hỗ trợ chống trượt hai chiều nha các bạn, giúp xe số dễ dàng hơn là tránh cái tình trạng mà khóa bánh sau do phanh động cơ gây ra khi về số đột ngột. Thì công nghệ này đang được áp dụng trên hầu hết tất cả các mẫu xe phân khối lớn, thì với cái mong muốn rằng thì mẫu xe Winny X V4 này sẽ giúp cho các bạn có một cái trải nghiệm nó hoàn hảo hơn, nó ấn tượng hơn. Thì Honda Việt Nam mình đã chính thức trang bị cái công nghệ chống trượt hai chiều này trên phiên bản Winny X V4 nha các bạn. Và một số cái cải tiến nữa để giúp cho mẫu xe Winny X V4 của chúng ta có nhiều cái điểm nổi bật, đó là cải tiến về cuồng dây đánh lửa để nâng cao phản hồi của tay ga nè, từ đó đem lại cho các bạn cảm giác tăng tốc nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn đó các bạn. Thì hiện tại mẫu xe Winny X này bên cửa hàng em giá đang dao động rất là hấp dẫn luôn các bạn. Thì hiện tại bên cửa hàng đang có mẫu xe Winny X V3 và mẫu xe Winny X V4 luôn nha các bạn. Giá sau hỗ trợ chỉ còn lại là 35.990.000 thôi các bạn. Đối với mẫu Winny X V3, còn đối với mẫu V4 thì giá sau hỗ trợ chỉ có 38.990.000. Thì tùy theo cái sở thích nè, điều kiện sử dụng mà các bạn có thể lựa chọn một cái phiên bản phù hợp nhất. Như là các bạn có thể chọn phiên bản phanh ABS nè, hoặc là các bạn có thể chọn phiên bản tiêu chuẩn, thì nó sẽ không có nhiều cái sự khác biệt về động cơ các bạn. Tại vì hiện tại thì những phiên bản này thì động cơ nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác nhau về những cái tính năng như là công nghệ an toàn ABS nè, hoặc là phốp ô nè, hoặc là cổng sạc điện thoại tiện ích các bạn. Còn như những cái xe thì vẫn được trang bị những tính năng như là ổ khóa thông minh Smart Key. Thì ổ khóa này thì nó sẽ bao gồm là tìm xe nè, chống trộm và tắt mở xe nha các bạn. Màn hình thì full LCD, các bạn sử dụng thì xe nó rất là thể thao và trong xe nó rất là ngầu và hiện đại các bạn. Và ở phía trước của xe mình thì Honda Việt Nam mình trang bị một cái công nghệ đèn pha LED nha các bạn, rất là sáng luôn. Thì cái công nghệ này sẽ giúp cho xe các bạn mình sử dụng, mình tham gia giao thông thì cái khoảng chiếu sáng nó tốt hơn và các bạn sử dụng nó sẽ an toàn hơn. Thì ngoài cái chương trình mà các bạn sẽ được hỗ trợ giá ra để được cái hỗ trợ cái giá xe mà em vừa chia sẻ, thì các bạn vẫn được nhận gói quà tặng theo xe nha các bạn, như là nón bảo hiểm nè, phiếu xăng nè, xăng áo mưa, cũng như là các bạn sẽ được xe bảo hành xe chính hãng trên toàn quốc là 3 năm hoặc là 30.000 km.
từ điều kiện nào đến trước 6 lần kiểm tra xe miễn phí và đặc biệt kiểm tra tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 thì các bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá là 50% phí thay nhớt nha các bạn. Còn chương trình phiếu chúc mừng sinh nhật á, thì các bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá 500.000 khi mình có những cái ưu đãi những cái phiếu chúc mừng sinh nhật nha. Ở đây anh có một vị khách hàng á, yêu cầu quay cái phiên bản đặc biệt màu đen nhám á các bạn. Thì ở đây trên khu vực showroom của cửa hàng An sẽ có quay luôn cái phiên bản màu đen nhám này để các bạn mình có thể là xem chi tiết cận cảnh nha các bạn. Thì màu đen nhám thì đối với những đời Winner X mẫu V1, V2, V3 và hiện tại là V4 đều có trang bị phiên bản màu này. Thì đối với mẫu xe côn tay thể thao như thế này, nếu mà các bạn bỏ qua cái phiên bản màu đen nhám thì đó là một sự thiếu sót lớn ạ. Thì khi mà các bạn sử dụng cái phiên bản Winner X màu đen nhám này thì xe các bạn trông nó sẽ rất là đẹp, nổi bật và đặc biệt là xe nó trông rất là mạnh mẽ luôn ạ. Thì với đời Winner X V4 này thì có thêm một số cái tem màu vàng rồng các bạn chạy theo thân xe, càng tăng lên cái tính thể thao và nổi bật cho xe nha các bạn. Thì mẫu xe Winner X này sẽ trang bị công nghệ là DOHC, giúp xe của mình nó hoàn thành êm ái, cũng như bên cạnh đó nó có thêm công nghệ phun xăng điện tử nè. Thì khả năng tiết kiệm của mẫu xe Winner X chỉ dao động từ 1.98 lít trên 100 km thôi nha các bạn. Thì An sẽ báo tiếp cái chương trình là trả góp nha các bạn. Hiện tại thì đối với mẫu V3 và mẫu V4 thì bên cửa hàng An đều có hỗ trợ cho các bạn gói lãi suất là 0% lãi suất, hoặc là trả trước 20% nhận gói lãi suất 0.39% nhận cả vay gốc nha các bạn. Thì cái này tùy theo cái điều kiện, giống như các bạn muốn trả trước mẫu V4 này mà không lãi suất thì mình vay lại tối đa là 20 triệu nha các bạn. Còn nói như các bạn muốn cái gói lãi suất cũng tương đương, cũng không có chênh lệch quá nhiều, là gói lãi suất 0.39% các bạn trả trước 20% là được rồi. Thời hạn góp của mình là nếu tùy theo cái số tiền khoản vay thì cái này các bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên sẽ được tư vấn rõ nha các bạn. Mình sẽ trả trước 20% thôi, vẫn nhận được cà vẹt gốc nè, với lãi suất 0.39% dành cho mẫu xe Winner X V4 này nha các bạn. Và nói thêm một số về cái chương trình thu xe cũ đổi xe mới, thì hiện tại có nhiều bạn đang sử dụng những xe Winner X đời trước đó như là V1, V2, V3 và xe thì nó chưa được trang bị công nghệ chống trượt hai chiều, thì các bạn muốn nâng cấp lên cái đời xe của mình cũng như để tăng cái khả năng trải nghiệm thì các bạn có thể là lựa chọn hình thức đổi xe cũ qua xe mới. Thì hiện tại bên cửa hàng nghe sẽ hỗ trợ cho các bạn chương trình thu cũ đổi mới, các bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá trực tiếp là 1.000.000 đồng trên giá trị xe mới nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể là lựa chọn chương trình góp không lãi suất, cũng như là các bạn xe cũ thì bên cửa hàng không phải là những cái mẫu xe côn tay thì các bạn mới đổi qua được dòng côn tay nha. Các bạn có thể là sử dụng tất cả các mẫu xe số nè, xe gas hoặc là của tất cả các hãng khác thì bên cửa hàng An vẫn có tạo điều kiện cho các bạn để mình có thể là đổi xe. Và bên cạnh đó thì các bạn sẽ được định giá xe tại thời điểm mà các bạn đổi xe, đảm bảo với các bạn là giá hợp lý và ưu đãi nhất có thể khi mình đổi xe nha các bạn. Chính chủ hay không chính chủ thì bên cửa hàng An đều có hỗ trợ thu luôn nha. Thì An xin phép nhật nhắc lại, giá xe hiện tại chỉ dao động từ 35.990.000 đối với phiên bản mẫu Winner X V3 cũng như là 38.990.000 đối với mẫu Winner X V4. Thì các bạn đang quan tâm về mẫu xe côn tay của Honda Việt Nam và đặc biệt là mẫu xe Winner X thì hãy để lại bình luận giúp em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.